Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở đây là nhà thờ Đức Bà, công trường công xã Paris. Bây giờ là 5 giờ chiều. Bà con đang, mọi người đang đi lễ và đi ra khu vực này chụp hình, rất là đông vui luôn. Sáng dịp hôm nay dẫn bạn đồng nhỏ đi ra khu vực này chơi cho một câu ăn, thì em dẫn anh chị và các bạn cùng đi một vòng đường, một con đường mà nó là lẻ loi và ngắn nhất Sài Gòn, đó là đường Alexander Road và đường Hàng Thuyên. Bên tay trái chúng ta đó là trường tiểu học Hòa Bình, một ngôi trường rất là xưa rồi. Những hình ảnh này gợi nhớ đến một chiều nào đó các anh chị và các bạn còn ở Sài Gòn và thường hay đi lễ ở cái nhà thờ Đức Bà này, thì chúng ta cùng nhau nhớ lại những hình ảnh của Sài Gòn xưa. Nhà thờ Đức Bà hiện tại thì đang trong giai đoạn sửa chữa, vẫn chưa có xong ha, đang làm cái mái ngói nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vô con đường Hàng Thuyên trước. Con đường này nằm ở cạnh cái công viên 30 tháng 4, nằm trên trục đường đại lộ Thống Nhất ngày xưa, là đường Lê Duẩn ngày nay. Tôi gửi đến các anh chị và các bạn những hình ảnh Sài Gòn buổi chiều như thế nào ha, mà con đường này là được mệnh danh là con đường ngắn nhất Sài Gòn nè. Đó, chúng ta đang ở giao lộ công trường công xã Paris và đường Hàng Thuyên. Phía trước mặt chúng ta đó là nhà thờ Đức Bà, và nhìn bên tay trái chút xíu đó là siêu thị Diamond, siêu thị lớn ở khu vực trung tâm thành phố này. Như đó là nó thuộc hệ thống của Lotte. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo dọc theo tuyến đường Hàng Thuyên này ha. Con đường này ngắn thôi, khoảng chừng vài trăm mét. Bên tay trái mình là những cái cơ quan của nhà nước, có lẽ ngày xưa cũng là cơ quan của thời Pháp. Đặc biệt là con đường này có cái hàng me rất là lớn, rất là mát. Những cơ quan này hình như là bỏ trống mà. Chúng ta thấy nó hơi rêu phong, quan tàn một tí. Nhưng mà không biết ngày xưa là công trình gì, chắc nhờ cô chú anh chị comment để mình cùng nhau hiểu rõ hơn ha. Rồi bên công viên này thì có rất là nhiều bạn trẻ. Các bạn ở đây uống coffee nè, uống coffee gọi là cà phê bệt buổi chiều, buổi tối. Ở Sài Gòn hiện có những cái dự án làm những cái trụ taxi nè, nhưng mà những cái này thì không có được rộng rãi cho lắm, chỉ có vài trụ ở khu vực này thôi. Chúng ta tiếp tục nha. Đi con đường này là mình ngắm nhìn rất là nhiều cái công trình nhà xưa. Đây là số 3 bit
Hàng Thuyên. Để sở hữu được những căn nhà này là rất là đắt giá. Đây quán cà phê nữa này. À, và kế bên thì có cái nhà này đang sửa. Những căn nhà này phải nói là mua không biết bao nhiêu tiền mà nói. Có thể nói là có tiền mà không mua được. Và tới số 7 rồi. Có lẽ cái đường này khoảng chừng 10 căn nhà đó. Nhà rất là xưa cổ. Này là số 7 Hàng Thuyên. Tới đây cũng là quán cà phê luôn. Số 9 Hàng Thuyên. Đây là cà phê Starbucks. Thấy bà bạn anh bán. Đây là pizza Italian. Pizza của Ý. Đây cũng dãy nhà xưa luôn. Rất là đẹp luôn. Nhìn vào đây là cũng vẫn là công viên. Công viên 30 tháng 4. Thì con đường này coi như là rất là ngắn. Mình đi độ vài bước là sẽ hết. Chúng ta nhìn chung thì đa phần là quán cà phê. Mình ra đây là đường Pasteur nè. Con đường cũng rất là mát, có rất là nhiều cây me lớn luôn. Mình cùng nhìn lại cái dãy nhà đường Hàng Thiên nha. Không biết cô chú anh chị mình có ai có những ký ức gì về con đường này không, cho em xin cái comment nha. Tại vì con đường này cũng không có nhiều sự kiện cho lắm. Và một trong những con đường mà ít nghe nói đến nhất ở Sài Gòn. Chúng ta tiếp tục đi qua đây, vẫn là đường Hàng Thiên, chỉ vài căn nhà nữa thôi là chúng ta sẽ đến trước đó là dinh độc lập của tổng thống ngày xưa. Con đường này chỉ có ngay đây là cái chi cục thuế. Chi cục thuế ngày xưa có lẽ đây là cái căn hộ nè. Nhìn thiết kế giống như là mỗi ô là mỗi phòng, mỗi hộ. Chúng ta thấy cũng như cái cương xá. Bây giờ thành đây là công ty du lịch Lâm Đồng, cục công tác phía Nam. Trên đường Hàng Thuyên thì chỉ có cái đoạn này khoảng 2-3 cái cơ quan nhà nước thôi. Còn lại khúc kia thì đa phần là quán cà phê và một số nhà để trống. Sắp tới chúng ta nhìn thấy trước mặt chúng ta đó là dinh độc lập. Thường thì ở dinh độc lập cuối tuần thì có các đoàn khách du lịch họ đến đó để tham quan
cà phê và ăn trưa, nhưng mà đa số là tham quan. Cà phê thì chúng ta đi cái dòng phía sau cái đường Trương Định, có đường Quyền Chân Công Chúa. Đường Quyền Chân Công Chúa thì có cái cổng để chúng ta đi vô quán cà phê. Mình đang đứng ở giao lộ Hoàng Thiên và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo hướng này là hướng từ sân bay họ về nè, về đến trung tâm Sài Gòn. Đây là cũng là một trong những căn nhà thời xưa của Sài Gòn. Tới xíu nữa ta có cái quán nhà hàng ngon á, cũng nổi tiếng Sài Gòn luôn. Nhưng mà bây giờ thì ra rất là nhiều nhà hàng rồi, quán ngon cũng vắng dần. Chúng ta đi qua đường bên đây nha, để đi qua một cái con đường tiếp theo, đó là con đường Alexander Road, một bên con đường lẻ loi còn lại ở Sài Gòn. Đường Alexander Road cũng là con đường mà ít nghe nói đến nhất ở Sài Gòn này. Thậm chí có cô chú anh chị, có người chưa nghe tên đường này luôn. Hôm nay nếu mà chưa ai biết, nếu ai chưa biết con đường này thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô con đường này ha, để bà con mình cùng rõ. Nhìn đây lên chính là dinh tổng thống làm việc ngày xưa nè. Kiến trúc thì tổng thể thì giống cũng còn giống ngày xưa ha, để thay đổi một chút xíu về cái sân thượng. Dựa theo những hình ảnh ngày xưa thì không thấy vậy, còn thay đổi như thế nào thì chắc nhờ bà con mình, cô chú anh chị, nếu mà thấy thay đổi gì cho em xin cái comment nha. Chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ đại lộ Thống Nhất, cũng là đại lộ Lê Duẩn, giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo hướng này mình sẽ đi về sở thú Thảo Cầm Viên. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Thảo Cầm Viên, cầu Thị Nghè, rồi chợ Thị Nghè nữa đó. Mình sẽ qua đường đi tiếp tục trên con đường Alexander Road. Cái con đường nghe tên rất là hay. Bên kia buổi chiều có quán cà phê nữa nè. Souvenir Coffee. Nhìn thiết kế cũng rất là mát mẻ. Chúng ta nhìn qua bên trái là công viên 30 tháng 4. Công viên có rất là nhiều hàng cây lớn, cây cổ thụ lớn nhất nhì Sài Gòn. Rồi chúng ta tiếp tục. Cái đường này mang tên tiếng Pháp thôi, Alexander Road, một cái nhân vật nổi tiếng. Con đường này thì không có dài và cũng không có nhiều nhà như bên Hàng Thuyên. Hàng Thuyên nó ít nhà rồi, con đường này còn ít hơn nữa. Chúng ta thấy những cái nhà xưa cổ.
hàng sách phụ nữ, nhưng mà hình như đóng cửa. Rồi tới đây là hội nhà báo. À, con đường này hội của những doanh nghiệp không à. À, chúng ta đang đi ở phía bên công viên, nhìn qua bên dãy nhà bên kia. Con đường này hình như là có rất là ít nhà cá nhân, mà đa phần là cơ quan, nhưng mà cơ quan chỉ có một vài cơ quan thôi. Nên tới đây là có số 10 Alexander Road nè, có anh bảo vệ ngồi, có lẽ nhà này cũng để không à. Nhìn mái ngói xưa, chắc ở đây ngày xưa cũng là cái cơ quan gì thời xưa thôi, chứ ở đây chắc không có ai ở. Rồi, chúng ta đến đây là đường Butter nè. Đường Butter, đi thẳng đường Butter thì mình sẽ đi về hướng sân bay. Rồi qua đường. Tiếp tục mình đi trên đường Alexander Road. À, đây có hàng cây rất là lớn, rất là mát luôn. À, bên đây cũng là một cái cơ quan nữa nè. À, ngày xưa chắc là cơ quan gì đó rất là lớn mà em không biết được. À, có lẽ nhờ cô chú anh chị cho em xin cái comment. À, thông qua cái kênh này em học hỏi được rất là nhiều điều từ các cô chú anh chị đã chia sẻ thông qua những cái comment, với những cái nội dung mà em đã quay. Em đi một vòng này giống như là mình tập thể dục luôn. Rồi sẵn tiện quay một số hình ảnh về con đường Hàng Thiên và Alexander Road gửi các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cùng nhìn ngắm lại, cập nhật lại hình ảnh Sài Gòn ngày nay, và nếu được mình nhớ đến những ngày xưa như thế nào ha. Lúc đó mình thấy Sài Gòn bây giờ thay đổi khác xa quá. Phía trước mặt chúng ta đó là đường Phạm Ngọc Thạch, con đường đi đến hồ Con Rùa. Nhưng mà bây giờ thì không còn cái Con Rùa nữa, chỉ còn cái hồ nước thôi. Đi vài bước nữa là chúng ta đến hồ Con Rùa nè. Sài Gòn với những gánh hàng rong bán bánh mì và bánh tráng trộn vẫn như ngày xưa, cũng có gánh hàng rong và trái cây. Ngày xưa thì trái cây không có phong phú như bây giờ, bây giờ rất là nhiều. Rồi thôi, video nãy giờ cũng thấy dài rồi. Em gửi các cô chú anh chị và các bạn xem chút xíu cho vui nha. Hành trình của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các anh chị và các bạn lần đầu xem video thì vui lòng bấm nút đỏ đăng ký kênh, để lần sau em có up video mới thì nó sẽ tự hiện lên để các anh chị và các bạn khỏi phần tìm kiếm ha. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều.